Chào mừng các bạn đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Ba mẹ Trúc Nhi và Diệu Nhi xúc động đón trung thu đầu tiên với hai con sau khi phẫu thuật tách rời. Tuần sau hai bé sẽ xuất viện về nhà. Ngày 30 tháng 9, Bệnh viện Nhi đồng thành phố phối hợp cùng các nghệ sĩ ngôi sao phương Nam, Nhóm Mộc cùng các mạnh thường quân để tổ chức chương trình Mùa trăng yêu thương dành cho hơn 200 bệnh nhân nhí đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình đã diễn ra với các tiết mục văn nghệ, múa lân sư tử, ảo thuật, trò chơi dân gian, thu hút rất đông bố mẹ ẵm theo con nhỏ xuống tham gia. Được ba mẹ ẵm từ phòng xuống sảnh chính bệnh viện để đón Tết Trung Thu, chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi hòa mình vào không khí vui tươi cùng các bạn. Hai bé ngồi ngoan ngoãn trong lòng ba mẹ, chốc chốc lại vỗ tay nhún nhảy theo điệu nhạc, hay tròn xoe mắt nhìn các cô chú, anh chị trên sân khấu biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Theo thạc sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, đối với các em thiếu nhi không có gì hạnh phúc bằng việc được đón Trung Thu tại gia đình cùng với ba mẹ, ông bà, anh chị em. Nhưng không may mắn khi các bé mắc phải những chứng bệnh khác nhau, để hôm nay ngày 10 Trung Thu lại phải ở bệnh viện. Để bù đắp và lan tỏa yêu thương, tạo cho các bé một sân chơi, nên phía Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã kết hợp với một số đơn vị đã tổ chức chương trình Mùa trăng yêu thương cho các bé. Bác sĩ Định còn nói thêm, cảm ơn các anh chị phụ huynh, thân nhân các bé đã tin tưởng bệnh viện, để chúng tôi được chăm sóc sức khỏe cho các bé. Riêng về hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã ổn định, sức khỏe hai bé ổn định có thể xuất viện về nhà trong thời gian tới. Ẵm Trúc Nhi trên tay cùng với vợ ẵm Diệu Nhi, anh Hoàng Anh, 32 tuổi, là ba của hai bé xúc động cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện đã hỗ trợ, giúp đỡ phẫu thuật và điều trị cho hai đứa con của mình. Ngoài những phần quà dành tặng cho hơn 200 em nhỏ khác có mặt tại chương trình, Trúc Nhi và Diệu Nhi cũng được bệnh viện tặng những phần quà nhỏ để khích lệ tinh thần hai bé. Được bác sĩ Định tặng quà, Diệu Nhi vui vẻ cười đùa, thích thú quay sang nhìn trước ống kính để tạo dáng trên vòng tay của ba mẹ. Sau chương trình, hai bé được ba mẹ nhanh chóng đưa về phòng để nghỉ ngơi. Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 2 tháng diễn ra ca phẫu thuật quan trọng của cuộc đời mình, hai con đã có thể vẫn đứng trong thời gian ngắn. Dự kiến vào đầu tuần sau, hai chị em sẽ được xuất viện về nhà cùng với ba mẹ trước khi quay lại bệnh viện để thực hiện cuộc phẫu thuật tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.